Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đánh giá và cảm nhận nhanh một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Hublot. Và đối với tôi thì đây là một chiếc đồng hồ khá là khó xem giờ, cũng như rất nhiều những bạn đang xem video cũng như là khách hàng của chúng tôi đều có cái cảm nhận tương tự. Tuy nhiên là khi chúng ta tìm hiểu về chiếc đồng hồ này có lẽ là khá thú vị bởi cái ngoại hình đặc biệt đến như vậy. Thì chúng ta phải định nghĩa được cái cụm từ Sun Blue trong cái bộ sưu tập Big Bang này. Thì Sun Blue đó là một khái niệm hình tượng rất là mới, bắt nguồn từ nghệ sĩ Sammin đương đại rất là nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ, anh Maxim Bucci. Anh Maxim Bucci còn là một doanh nhân sở hữu thương hiệu thời trang Sun Blue riêng. Và anh Bucci thì cũng là một người rất là đam mê đồng hồ, đặc biệt là những dòng đồng hồ thể thao cao cấp, hay chúng ta thường gọi là Luxury Sportwatch. Thì chiếc đồng hồ Hublot Sun Blue với chúng ta đang được chiêm ngưỡng tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay thì với một lớp vỏ đường kính là 39mm bằng vàng King Gold. Đặc điểm đầu tiên của chiếc đồng hồ này sẽ đập ngay vào mắt chúng ta, đó chính là về ngoại hình. Từ vỏ này, mặt số của chiếc đồng hồ thì đây đều là một sự kết hợp giữa Hublot và anh Maxim Bucci. Những cái họa tiết Sun Blue này khi ở trên giấy hay là trên thân hình của người Sam, nó chỉ là thể hiện ở một cái mặt phẳng 2D thông thường. Tuy nhiên là khi ở hình tượng trên một chiếc đồng hồ thì nó đẹp và tuyệt vời hơn rất là nhiều. Với bezel này được cắt vát hình lục giác, tạo một cái sự tương phản hơn rất là nhiều so với những phiên bản Big Bang của Hublot truyền thống các bạn ạ. Còn phía ngoài thì hoàn thiện rất là bóng bẩy bằng nghệ thuật đánh bóng, chúng ta có thể soi gương. Ốc vít trên vành bezel thì vẫn là loại ốc vít truyền thống hình chữ H của nhà Hublot. Một điểm thú vị của những chiếc ốc vít này đó không phải là sắp xếp thành hình tròn giống một cái hình tượng mà chúng ta thường liên tưởng đến từ Hublot Big Bang, đó chính là Audemars Piguet Royale, mà nó lại được sắp xếp rất là ngẫu nhiên. Về mặt số của chiếc đồng hồ này thì có lẽ họa tiết về kim giờ, phút và giây là thể hiện tính nghệ thuật đương đại nhất, mà cũng là một phần mà khiến chúng ta khó xem giờ nhất. Được hiển thị với những cái hình bát giác đối xứng và xếp chồng lên nhau này, với độ chính xác rất là hoàn hảo. Ở giữa đó chính là cái kim dây quay đều các bạn ạ. Được lấy cảm hứng từ bức tranh Người đàn ông Vitruvian, hay còn gọi là Vitruvian Man, của họa sĩ rất là nổi tiếng Leonardo da Vinci. Chúng ta hãy cùng khám phá cách xem giờ của chiếc đồng hồ này. Thì chúng ta sẽ thấy được là đĩa bát giác lớn nhất ngoài cùng chính là kim giờ của đồng hồ. Tiếp đến là đĩa phút ở bên trong. Và đĩa chính giữa và trong cùng xoay tại tâm đồng hồ chính là kim giây. Như chúng tôi đã nói thì ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này đó là rối mắt. Và khi càng nhìn kỹ và càng nhìn vào chiếc đồng hồ này thì đúng là sự thật của nó là đúng là rất rối mắt. Tuy nhiên thì cái nào cũng có một cái lợi ích riêng của nó. Với cái thiết kế mặt số này, Sun Blue đã vô cùng hút mắt và rất là đặc biệt, mà nói là dị biệt, không giống với những cái chiếc đồng hồ với những thương hiệu nào khác. Mà khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ nhận ra ngay đây chính là Sun Blue đến từ Hublot. Về năm 2019 này thì Hublot cũng đã giới thiệu phiên bản Sun Blue version 2. Tuy nhiên là với phiên bản version 2 này thì tôi cũng chưa được trải nghiệm, nhưng tôi nhìn ngoại hình thì nó khá là khác biệt với Sun Blue version 1 như chiếc đồng hồ chúng ta đang đánh giá ở đây. Dây được sử dụng cho Hublot Sun Blue thì cũng là loại dây thông minh của Hublot. Đây là loại dây thông minh nhất mang tên OnClick, với đúng như cái tên này thì chúng ta chỉ cần ấn một lần và chúng ta có thể thay dây chiếc đồng hồ này rất đơn giản mà không cần sử dụng bất kỳ một loại tool phụ kiện nào. Điều này cũng có thể cho phép chúng ta có thể sử dụng một chiếc đồng hồ, một cái củ đồng hồ Sun Blue mà chúng ta có thể hàng tá dây, các loại màu, các kiểu phối màu với các đường chỉ khác nhau. Đó, để chúng ta có thể đeo theo tùy từng một phụ kiện, dây xanh, đỏ, tím, vàng phối kết hợp với các cái màu chỉ khác nhau. Đó, rất là tuyệt vời. Chỉ với một củ dây, một cái đồng hồ mà chúng ta có thể phối được thành nhiều chiếc đồng hồ khác nhau các bạn ạ. Và cái cỗ máy sử dụng cho chiếc đồng hồ này là một cái cỗ máy tự động. Tuy nhiên là điểm chú ý lớn nhất của bộ máy này thì không phải là, bởi vì chiếc cái cỗ máy này thì tôi đã review khá là nhiều trong những chiếc đồng hồ Unico trước đây. Chỉ có một cái điểm khác biệt với những cái cỗ máy khác, đó là rotor với biểu tượng chữ H.
Khi lắc nhẹ tay thì rotor tạo ra một cái cơ cấu chuyển động khá là đẹp mắt. Chưa hết, điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này đó chính là chiếc đồng hồ chỉ được sản xuất với 100 phiên bản, duy nhất 100 phiên bản. Và chúng ta sẽ thấy được những phiên bản khác, song blue khác, tuy nhiên là với một lớp vỏ vàng hồng trơn hay là phun kim cương hoặc là một chất liệu khác như titanium, vân vân. Đó. Chiếc đồng hồ này được niêm yết với giá hãng là khoảng 760 triệu. Tuy nhiên là với giá bảo luxury thì chúng ta có một mức giá tốt hơn cho một phiên bản limited. Các bạn ạ, chưa đến 600 triệu. Đó. Và đây là cuối của video này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu như các bạn có muốn Gia Bảo review một chiếc đồng hồ đặc biệt nào, hoặc bạn đang là chủ sở hữu của chiếc đồng hồ nào muốn Gia Bảo review, thì hãy comment ở phía bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.